Việt Nam gặp Thái Lan không khác gì Nhật gặp Hàn. Truyền thông Thái Lan đề cao tầm quan trọng và tính danh dự ở cuộc chiến với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 tới. Huấn luyện viên Kim Sang-sik yêu cầu các học trò tập trung cao độ cho trận đấu ngày 10 tháng 9. Không chỉ là một trận đấu đơn thuần, đội tuyển Thái Lan đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 tới. Huấn luyện viên Masata Ishii cho rằng, việc voi chiến không thể đối đầu với đội tuyển Nga giúp ông và toàn đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, đổi lại các cầu thủ lại không có cơ hội đối đầu với một trong những đội bóng tầm cỡ của thế giới. Mới đây, tờ Siam Post của Thái Lan đã đánh giá tầm quan trọng của trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam. Tờ báo có trụ sở tại Bangkok cho rằng, đây là cuộc chiến không khoan nhượng của hai nền bóng đá. Cuộc tái ngộ vào ngày 10 tháng 9 tới không chỉ là một trận đấu bóng đá đơn thuần. Siam Sport cũng khẳng định đội tuyển Việt Nam đã thay đổi khá nhiều kể từ khi huấn luyện viên Kim Sang-sik lên nắm quyền. Chúng ta còn một trận đấu nữa với đội tuyển Việt Nam. Thật thú vị phải không? Bởi vì bản thân chủ nhà đã thay đổi khá nhiều. Phong độ của họ khá tệ kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo ra đi vào đầu năm 2023. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philip Trucci, đội tuyển Việt Nam đã không thể nối tiếp thành công của huấn luyện viên người Hàn Quốc và bị Thái Lan vượt mặt trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, việc chuyển sang sử dụng huấn luyện viên trưởng mới người Hàn Quốc Kim Sang-sik là nguồn gốc của việc này. Huấn luyện viên 47 tuổi này mới chỉ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam 3 trận. Dù thua 2 trận gần nhất trước Iraq và Nga, nhưng chúng ta chưa thể đánh giá ông ấy được, bởi vì đây chỉ là sự khởi đầu. Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn nhiều thời gian để điều chỉnh. Cuộc chiến giữa người Nhật và Hàn tại Mỹ Đình. Ở trận đấu tới, sự căng thẳng không chỉ diễn ra trên sân. Cuộc chiến trên băng ghế chỉ đạo giữa huấn luyện viên người Nhật Bản, Masata Ishii và huấn luyện viên người Hàn Quốc. Kim Sang-sik cũng đặc biệt được chú ý đến. Vì thế, truyền thông Thái Lan đã xem cuộc đại chiến giữa hai đội vào ngày 10 tháng 9 tới không khác gì trận đấu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngay cả huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng khẳng định, trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan còn hơn cả một trận đấu giao hữu. Ngày mai không chỉ là trận đấu đơn thuần mà có nhiều ý nghĩa khác. Tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam vừa thua Thái Lan nên bây giờ chúng ta cần phải thắng. Đây cũng là sự chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng. Mối quan hệ giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan giống như giữa bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản. Đó là mối quan hệ kình địch giữa các đội bóng trong khu vực. Tôi đã nói với cầu thủ rằng họ phải cố gắng hết mình cho trận đấu ngày mai. Thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam chia sẻ.